À, mấy anh em bữa nay tiếp tục đi săn nha các bạn. Bữa nay có mấy ông anh ở Tây Ninh. Ai đủ nón chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Rồi ba la xong. Rồi anh Giang, chào anh Giang. Rồi bắt đầu bên anh em mình xuất phát nha các bạn. Rồi ra anh Khải ơi, ra chạy anh Khải ơi. Cái giọng á. Giọng anh nó cầm luôn rồi. Rồi xuất phát. Đủ vô này. Anh đuổi đi chắc chó. Đi chưa? Rồi ra tới liền. Mấy anh em ngừng lại ăn kem. Chưa có thấy bạn ăn kem. Ăn kem đi anh, ăn kem cho mát. Đây kem. Giữa đồng ăn kem mát. Cái gì ủa bán kem sao có mì ta? Dạ kem để bánh mì luôn anh. Ai nhà sáng đi tính mua bánh mì mà biết đâu, tính đâu biết đâu. Dạ. Bắt kem sao là có mì nữa, Khanh nói đúng rồi, Khanh nói có mì nữa, nó nói nó không phải đâu. Kem bánh kem ta để chồng vô tuổi mì. Vậy là bánh mì phải đâu. Đi thấy. Đâu? Nè, mì là anh đâu? Mình tưởng kem á anh đâu? Ừ. Vô vô. Bánh mì. Cầm lấy. Có luôn á, bánh kem mì luôn á. Bánh mì. Này cầm. Tôi nghe rất nhiều. Nhiêu anh? Hủ nhiêu anh? 3.000. Hủ này 3.000, 3.000 đồng mình ha. 3.412. Cây kem 3.000 các bạn. Mình thấy mà mình ăn ngọt vậy chứ ăn ngọt phần đụng nó khát nước lắm. Khát nước. Ừ. Còn nước đá mà. Mà mặt ông á, cái này ông phái múc, ông múc thần thấy mẹ không? Cái gì ngọt ngọt không? Đủ ăn luôn. Không. Bà châu quá trời, châu. Đùi đó. Ở dưới đây kìa, bên này dưới đây kìa. Có ai? Lặn cái gì đây? Lặn cái gì xong rồi? Lặn xong rồi. Xong. Lặn cái xong. Tiếp là mày đó. Nó bọt cái xong. Chẳng được thấy. Đây xong. Hay quá xong rồi. Hay lắm. Chạy. Chạy qua đây là thấy. Trời ơi. Ở đâu? Không đuổi lên đó đó. Lặn rồi, lặn rồi. Đi từ từ nó lặn lội lên nữa đó. Cho có bọt đi trong đó. Luôn dính luôn hả? Ra. Cái này to nha. Cái này to à. Lặn lại lặn thấy. Giờ tao tao thấy gì ta chụp cái thợ tủ. Ủa à. Đi đi nó đi. Trên gò tao đi đẹp nghe lắm. Xong đồ có tiêu ta. Đi lên cầu qua đây nè. Xong rồi. Đây nè. Có luôn hả? Mới đây nè. Đây đó. Cái này nó xui con ở đứa nào nó ngược lắm. Đây lần này chút xíu có cầu nè. Đây à. Qua đây đi. Từ từ đi đã. Tôi chẳng ngược thẳng không? Hay ha. Lâu mới xong ơi. Đi đây. Lặn đi ra. Ủa chưa lại hay thiệt. Vô. Hai con đó là lứt rồi. Ủa cái hang nó ra là nào ra anh Tú? Cá kìa. Dính là mày ở nhà luôn là gì về luôn nghe không? Ở sông rất là hay vậy ta. Đây rồi thấy rõ ràng không được.
Quốc cái vớt. Rồi rồi. Chạy vô châu. Lên lên, sao? Hay quá, phải bắt được rồi. Ủa. Còn con nào không? Đâu rồi? Lên trên đó. Lên trên rồi chắc. Con này ơi. Ướt không? Ướt nè. Con này ơi. Bơm vô. Nói đâu? Trời chuột bự xong ơi. Chết thiệt chưa ạ? Thế nào phải? Đó đó. Hả? Đó đó. Đâu? Đó đó. Có con đó hả? Lên máy đi Khải. Nè hả? Ừ. Điện thoại đâu Khải? Điện thoại đâu? Trường ơi. Trường dữ vậy. Chưa đây à. Đây làm gì có hang Khải? Có con khóc mà. Tôi thấy nó chạy lên chuột, con chuột nó chạy lên trên này nè. Chó nó chập hụt lắc không biết đâu. Nó nhẹp đó. Nó nhẹp đó. Nó chạy lên trên rồi. Bắt à. Nãy dục hết rồi. Vô hang này nè. Thôi đừng bắt cóc. Chạy luôn. Chạy sát thủ chuột mà. Có không? Đang có cóc đó nè. Con vô giống lính trọng ha.
trời gái bự.
Ở vậy tôi xuống bắt được thấy con chó chiến chạy lên chó lên chó lên chuột khác cái lồng nước là tạm lồng nước ở đây cái đủ đủ rồi về được rồi về 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 thôi về xong ba dùng ơi mấy anh mệt lắm rồi xong còn cắt cái clip bên kia nữa mình biết cắt biết nào hết đó nhiều cắt lâu lắm đi mình về đi thu đội thôi tha cho mấy con chuột đi về còn làm nữa ơi làm mấy cái nấu kia không kia còn nữa là giá rồi còn nữa nè đây tôi nè làm ba cái gì vậy? Sao ăn bài rồi? Có ra luôn. Lên khối rồi. Trái nó bị thuốc rồi. Điếu bạc. Còn quất gì cả. Đây, dạ. Còn nhiều nước heo hết luôn đi. Bình bình gì á. Chục con hả? Con à, lấy chục con rồi tí. Cầm đi của em. Cầm một chút con nhiều hơn nữa. Cắt ngang. Ba chở mày hay nha. Trái, trái nha. Trái gì? Trái gì trên? Cho con kia chào cho mày. Cầm về đi chút có điện thoại là nó chơi 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 bị đất lấp rồi. Chơi 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 bị đất lấp rồi. Bên kia. Chơi 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 chơi. Đuôi nhóc chân á. Con bự luôn. Chạy về nó xong. Đây là cái đuôi luôn. Nó lớn rồi, nó lớn. Nó qua cái đuôi này. Đây là cái đuôi luôn rồi. Con bé ăn con. Nó bò. Thấy nó bò. Trời ơi. Con mà. Hai con không? Hai cái đuôi lặn. Nghe bà con đó. Trắng nó cái nghe bỏ vô đó đi chừng. Xong hết nước rồi. Con bự mạnh kia đó nha trời. Con bự lắm đó. Con bự hơn con này luôn á, nó chạy đâu tiêu rồi. Chạy đi cùng mà. Chạy đúng cái trong này. Chạy dậm dậm ra. Con chuột nó bự lắm mà nói gì xong. Clip lại. Clip lại. Còn một con bự chỗ bự hơn chỗ này mà. Cái đó về đâu khi nào bắt gặp chuột nhiều kia mình về đó. Trời ơi, trời về các bạn ơi. Bỏ bữa trả. Quá mệt rồi. Con nghe, lộn lộn con mèo cho chú quay rồi nghe. Đó. Đâu con? Đâu con? Cái đợi đây. Chào các bạn à, các anh các cô chú à, cấp này anh em nói đi sang về thì nóng quá nên nó sần hết. Mà ngồi uống nước nghỉ mệt chút xíu lên tẹt. Không biết hỏi này lâu quá không biết về chưa chưa không nghe nữa. Chừng cái ly chứ anh. Còn gì sao sao đâu. Hỏi mấy anh chỗ ăn gì anh. Vậy chừng nào chết cho hai luôn nha. Rồi, đơn giản này nướng. Cháu giờ chứ không có nhà. Hàng gắn anh mua đó. Ở An Giang là đi An Giang, ở dưới An Giang. Cái này là ống mùa đầy. Các bạn có bắt câu này, em bắt con bò lớn nha. Đi trốn nha. Tối đi bắt chút xíu vậy. Tối đi săn là vui nữa. Mấy mấy này tối đi không có lỗi, đi dài dài. Tối đi vô đó đó. Đi dài chỗ đó. Chỗ hả? Cháo chuột. Không đâu, không ăn. Đâu đó ăn dữ lắm. Ăn miếng miếng nè. Ngán hay gặp trắng ngán hay sao? Rắn hả? Gặp trắng ngán hay sao? Ngán chuột trắng ngán hay sao? Chuột nấu cháo á. Từ nào không ăn cháo không ăn cháo. Rồi cả đâu là chưa? Cháy á. Cháy ràm ràm rồi. Cháy tỏi. Chiên 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 tỏi. Nấu cháo đi chuột nấu cháo đi ăn thử rồi biết. Ngon chứ đâu đâu. Ăn thử rồi biết. Gà ăn không lại đó. Về đây mình phải trải nghiệm đồ. Mình ăn không ăn ít. Mình lâu mình không ăn nhiều mình ăn ít chứ. Ở mình về bắt nồi cháo anh chưa ăn nữa đó bắt nồi cháo về nấu
nấu luôn. Bá gì vậy? Giờ treo cái đèn quá trời mùa không rồi, tôi em dân cái bùng bành kia vậy nè, ảnh nằm đó ngủ, tụi em ngồi đây ăn. Tới hẹn kia mà sao? Thay đi nói chung này. Ờ được anh. Hút cái xì gà đó không? Trời nó khỏe chưa? Để hút mấy cái xì gà hút vô. Hút cái xì gà đó. Chơi bị lạnh. Chơi nguyên điếu mà. Bây giờ chơi nguyên đứa điếu luôn mà. Trời, cái thằng thẳng hơi à. Tôi nửa điếu anh đệ, nửa điếu anh đệ. Giờ động tự nhiên đang say nắng luôn. Không có say, say xì gà đó. Không quen á. Ở đây về đi bắt chuột đi theo tụi em không nổi đâu. Không nổi đâu. Có mấy ông đi về chết không có mấy ông rồi động hết trơn đó. Trơn không có về. Nó cắt lâu nữa. Nó cắt khoảng 2 tiếng hồi nữa. Mẹ chạy thì chậm. Đó là chạy lẹ chứ mà chậm đâu. Đúng rồi, tại nó cắt gốc dạ khác. Cũng cho tao lấy vô. Mấy đứa nhỏ nó sao mấy chuột nó tuôn nghe nó. Thấy đồng mình sợ. Nó gặp mấy em đi vô đồng rồi, nó gặp mấy em là nó sợ lắm, nó bắt không rồi. Nãy mình về nó về là mấy đó phải nói cho nó mình giữ nó mình đó. Tuôn bánh bay nha, mà sông bay nó chụp chụp dính liền mà. Ăn nhiều quá lớn, mấy nhỏ rồi thằng nào cũng dạ. Chuột hả? Như giờ tụi em giờ nói gì chuột, tụi em sợ không phải nó tới ốc ho, tại có mấy anh về đi chăng cho mấy anh ăn cho mấy anh biết chứ tụi em giờ nói gì chuột nó sợ dữ lắm, nó sợ lắm luôn á. Nhiều ớn luôn. Thằng em bắt tụi em hồi làm cái clip này bắt khoảng chừng vòng vòng nó khoảng chừng 1 tấn tấn mốt tấn hai chuột vậy đó. Nói gì chuột nó sẽ đắng. Tính tấn chứ không tính gì. Không không cái này. Không nổi. Nó nhiều quá rồi ta. Dữ lắm chuột con hãm gà, tụi em là đi một lát là một vòng dữ đó đó. Không nhiều, cái đèn là không nhiều. Này hai thùng. Tên cho. Không có là đi thần. Ờ muối anh chạy. 50.000 ký. Bỏ muối nó mẹ muối muối bắt đầu á. Không phải đại một chén bỏ vô đi. Hả? Không cân lên xếp đầu rồi. Vậy là bắt mần mần 5.000 ký nữa. À. 50. Mần 5.000 ký là 5.000 ký. Tụi em mà đó em là lúc mà chưa làm clip này thì em đi săn mình em vậy đó. Đi theo dài em bắt về cái em xuống trong lọc là vòng vòng nên tao mua chân à. Lọc kia rồi 60.000 ký, 70.000 ký. Đúng rồi. Mà em lọc chuột ăn khoái chân á. À. Em đi về đồng về là nói chung là đi đồng về là người ta đợi rồi đó. Người ta mua chỗ á. Thui theo thui lọc không có thui. Lọc da. Lọc da. Lọc da ngồi ha. Lọc da sống á hả? Ô cái này. Chúng tôi coi lọc. Dữ à. Thì mình bắt được nhiêu ký. Rồi chút vô coi em mấy đó nó là đâu là em bắt chân này là em có chó đó anh đạo không rồi là em đi chó nó rồi qua anh đạo về 5-7 ký rồi nha phải dặn trước đó nha đủ đủ còn nó chúng là nghe thường thì có thứ bảy chủ nhật làm còn ở trên khẩu một bài vậy là xứ khác là ăn không chứ đâu đây đâu ăn đâu ở đây hả mày ở đây xứ này chắc mày ăn đâu là nhiều quá đây mà như vòng vòng đây ở đây thì có mấy ngày mới thôi chứ người ta đâu bắt được đâu á. Đó, tú rồi bữa nãy ban mình đi về mấy nhỏ nó mừng quá. Nó... cười quá trời vui như tết à mấy nhỏ lắm chục chữ thiệt chứ chạy lại lăn lộn rồi tổ đó đó ổ qua thấy sợ ông đắt rượu qua ông không cho nó rượu của tao vừa tôi vừa tái cái đêm em bỏ chạy nó chắc nó đừng cho mình đa số là ở xa về là chỉ vũ đi săn bắt vậy đó. Bắt nhảy vui chứ sao. Ở bên Tây thì lâu lâu đi câu cá mà câu chán lắm, câu từ sáng tới chiều không có cá, giờ đâu có cá nữa. Cái gì vậy? Chuyện ở bên Pháp mà. Câu cá rồi chán. Cho em ra ra nha. Uống ra cái vô mà chỗ. Sao đâu nè, có cái lóc bướm sao đâu. Chuột một chút chắc bẻ đâu sao đâu chắc. Quấn có ăn uống cũng ngon. Mình cuốn lá xoài, cắt lá cũng ngon hết. Như cái lá sông hết. Cái trồng bưởi nó khích quá ha. Trồng xài nó khích. Trồng khích khách nha. Nhưng mà điều này sao ở dưới này này kỹ thuật ta đợi không có để bung không có để cho bự nữa. Bự đâu. Vừa nó bắt quá nữa tập tiếng bớt. Đang đang trồng đợi cái là tiết ngắn hết. Đây có em mà chị mày lớn ha, chị mày lớn. Nhãn xuồng là mình có không? Mới trồng đây là bao nhiêu bao nhiêu? Mình đó mới trồng nguyên một vàng một vạt nhãn luôn mới trồng à. Mido vậy. Mido vậy không cái nữa. Mido thế là Mido thế là. Rồi bao nhiêu bằng chuột hả? Như mình đem mấy cái bên đây để trồng sống được không ta? Cái hộp có mình đem bên nước ngoài đem về đây trồng được không?
không không bớ ngoài cái gì cái giải rồi đó. Được rồi. Giải được. Tại vì bên bên bển trong cái mùa này cái tụi Israel là tụi ở bên tụi Do Thái nó trồng cái giải không? Nó hột nhỏ xíu nhỏ đầu cái đũa mình mà ăn ngọt liệm luôn. Giải. Ờ ngon lắm. Nó bán đắt lắm. Làm hình như là những cái món gì ở bên nước ngoài đem về là toàn hình như ngọt mấy em còn ngọt mà. Cái mẹ mới mà còn ngọt cái lắm chị. Cái hồng á, cái hồng mình ăn khỏi chê luôn. Bến người ta là cái giống đó, à, để vô cái đất nước ta là được sống ngon. Có đây anh. Dạ. Tú luôn bằng chuột hả? Đi lên coi bằng chuột đi. Đây con cá chuột coi. Mình đứng bên tàu mình. Em coi tên bằng cái xài tui. Nó tui luôn mà, tui có lọ. Tên bằng chuột sâu.